Dạ, kênh Hoa Sứ Nguyễn Ngân, con xin chào cô chú cùng các anh chị mình trên mọi miền tổ quốc. Con xin giới thiệu cô chú anh chị mình một cặp sứ ánh dương cũ hình với cô chú anh chị mình. Cặp này con xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 300k ha. Đó, ánh dương cũ hình, cái này mà cánh đơn màu đỏ ha cô chú anh chị mình ha. Cũ nó quấn quấn vô rất đẹp nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Cặp này con xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 300k thôi. Cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668, cũng là số Zalo của con nha cô chú anh chị mình nha. Đó. Cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con. Cô chú anh chị nào coi kênh mà chưa đăng ký kênh thì nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ con nha cô chú anh chị mình. Đó. Cặp này con bán với giá là 300.000. Cũ rất to nha cô chú anh chị mình. Cái cốt của nó nè. Cốt của nó là cỡ 30 ha cô chú anh chị mình ha. Đó, cũ này nó quẹo quẹo rất đẹp ha. Cặp này con bán với giá là 300.000. Cây đang cho nụ nha cô chú anh chị mình ha. Đó, cái này xếp hàng là con nhổ cây lên giao nha cô chú anh chị mình, không gửi nguyên chậu được nha. Đó. Cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip tiếp theo.